Xin chào người nhé, hôm nay lấy máy dầu Sakura 186 thì về Sơn Dương, Vinh Quang bàn giao cho anh với chú ấy, tại Sơn Dương, Vinh Quang hỗ trợ test máy và cả thực tế luôn nhé. Mọi người cho mình xin một lượt like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Đi đâu phẳng đấy luôn. Đường 1 mét nhá. Con 186 này thì làm không bao giờ hết công suất của nó luôn. Cứ số 2 đi. Cứ số 2 đi. Cứ số 2 đi. Nghe tiếng sướng không? Động cơ 10 ngựa. Nhìn máy chạy dã man, khỏe. Cứ đuôi cái này đè vào cái kia. Đừng có đi đi lần lại. Chuyển hướng lại, bóp chặt vào. Đấy, bóp chặt lại. Đấy, đi lên như này là vừa này, lượt hai là vừa. Cứ cầm anh chạy đi. Mình hạ cái lỗ chốt đằng sau ấy. Bọn em cầm này mỏi tay lắm. Thank you.
Mình hạ cái lỗ chốt đằng sau ấy. Con em cần này mỏi tay lắm. Rồi. Giờ như vậy cứ cần ở đây, giờ cứ cần cứ cần cứ cần ở đây cả. Con mình chỉ giữ đỡ ấy thôi chứ ai giữ.